Ê chan ta li thê vi ma ne di te ra thê cha ga me ta ru wa na ga ha ne ge ha wa thom hi khe te phom ma cha yan tu de wa cha la tha la vi sa me ra kha gan tha pa na ga ti than ta san ti ke yang mu di wa ra wa cha nang sa tha wo me so nan tu tham ma sa wa na ga lo ayam pa dan ta tham ma sa wa na ga lo ayam pa dan ta tham ma sa wa na ga lo ayam pa dan ta nam mô ta sa pa ga wa to a ra ha to sam ma sam bu tha sa nam mô ta sa pa ga wa to a ra ha to sam ma sam bu tha sa nam mô ta sa pa ga wa to arahato samma sambuddhassa buddham saranam gacchami dhammam saranam gacchami sangham saranam gacchami dutiyam vibuddham saranam gacchami dutiyam vidhammam saranam gacchami dutiyam sangham saranam gacchami tatiyam vibuddham saranam gacchami tatiyam vidhammam saranam gacchami tatiyam sangham saranam gacchami iti so bhagava arahaṃ sammā sambuddho viccācarana sambanno sugato lokavido anuttaro purisa dhamma sarathi sathāne vamanussānaṃ buddho bhagavati nāti me saraṇaṃ anyaṃ buddho me saraṇaṃ varaṃ etena sācca vācce Naho tu me jaya mangalam uata mangge na vande hamba da pang song varu uata mang bo the yo khali to do so bo tho khamatu tang mamang swaka to pagawata thammo sandi thi ko akali ko ehi pasi ko opanayi ko pachatang veli tapo venyo heti nathi me saranang anyang thammo me saranang varang etena sacha vacche na hotu me jaya mangalang uata mangge na vande ham Chadu vidhaṃ varaṃ tham me yo khali to do so tham mo khamatu tam mamam Sobati panno bhagavato savaka sangho Ujjobati panno bhagavato savaka sangho Nyayakati panno bhagavato savaka sangho Sami chipati panno bhagavato savaka sangho Yadidam chattari purisa yogani atha purisa bhogalan Esa bhagavato savaka sangho ahunayyo pahunayyo dakhinayyo anchalikaraniyo Anuttaram bunyakhetam lokasatinathi me saranam anyam sangho me saranam varam etena sacha vacche naho tu me jaya mangalam uatta mangge na vande aham sangham chadu vidhat tamang sanghe yo khali to do so sangho khamatu tam mamam vandami jeti yang sapan sapathane supati eti tam saririka thatu mahabodhim bodharupam sakalam sadam sambodhe athave sancha dvada sancha sahasake pancha sata sahasani namami sirasa aham te sangham mancha sangham chadarena namami hang namakkaranu pave nahan tva sate upapave aneka antaraya pivena santo asesato
sam pho thi pan cha pan ya san cha cha tu vi sati saha sa ke da sa sa ta saha sa ni na ma mi si ra sa aham te sam ham man cha sam han cha da re na na ma mi hang na ma ka ra nu pha ve na han toa sa pe u pa da ve ane ka antaraya pi vi na san toa se sa to sam pho thi na vo ta ra sa te a tha cha ta li sa sa ha sa ke vi sa ti sa ta sa ha sa ni na ma mi si ra sa a hang te sam tham man cha sam han cha a da re na na ma mi hang na ma ka ra nu pha ve na han toa sa pe u pa da ve a ne ka antaraya pi vi na san toa se sa to sa pe purati ma yadi sa ya sa ta a ve ra su khi han tu sa pe purati ma ya anu ni sa ya sa ta a ve ra su khi han tu sa pe da ki na yadi sa ya sa ta a ve ra su khi han tu sa pe đa khi na ya anu di sa ya sa ta a ve ra su khi hon tu sa pe pa chi ma ya di sa ya sa ta a ve ra su khi hon tu sa pe pa chi ma ya anu di sa ya sa ta a ve ra su khi hon tu sa pe o ta ra ya di sa ya sa ta a ve ra su khi hon tu sa pe o ta ra ya anu di sa ya sa ta awe ra sukhi han tu sa pe upari ma ya di sa ya sa ta awe ra sukhi han tu sa pe he ti ma ya di sa ya sa ta awe ra sukhi han tu sa pe sa ta awe ra han tu sukhi ta han tu ni do kha han tu apya pa cha han tu anikha han tu nikha yuka han tu aroga hon tu sambati hi same chan tu sukhi atanang pariharan tu dukha pata jani dukha paya pata jani paya soka pata jani soka hon tu sape nibani no akasa tha japom ma tha ni wana gama hidika bun nyang no tu chi rang ra khan tu sa sa nang a ca sa tha ja pom ma tha de wa na ga ma hi ti ka bun yang no anu mo dan tu chi rang ra khan tu no ga ro a ca sa tha ja pom ma tha de wa na ga ma hi ti ka bun yang no anu mo dan tu chi rang ra khan tu nya ta yo a ca sa tha dewa naga mahitika punyang no anumodan tuji rang rakan tu pani no akasa tha japam matha dewa naga mahitika punyang no anumodan tuji rang rakan tu no sada idang watano punyang asawa kaya wahang ho tu anagati kale. Sa thú. Dạ thầy, kinh Tam Bảo đã xong ạ. Chúng con kính thỉnh sư Tinh Tuệ cầm mic để giảng tiếp bài học cho chúng con ạ. Dạ xin kính mời sư. Dạ sư đang tắt tiếng, tụi con muốn nghe ạ sư. Xin lỗi.
Giờ hôm nay chúng ta sẽ đọc lại đi câu hỏi bài tập số 14. Rồi sẽ sửa bài tập số 14. Rồi trả lời câu hỏi bài học số 14, đọc đoạn văn số 14 cho xong. Nếu còn thời gian thì sẽ học bài số 15. Giờ đây là bài tập số 14. Giờ đọc, hôm trước thì mình đã đọc rồi, nhưng mà thôi đọc lại tí nữa đi cho để chắc hôm nay chắc cũng quên hết. Anh Cát Khánh có trên lớp học không ạ hôm nay ha? Anh Cát Khánh có trên lớp học không? Dạ hôm nay mà anh không có trên lớp học là tiêu bà. Sư không có, sư ơi, Cát Khánh không có. Có lên lớp học bên lát làm sao sửa bài tập đây. Để con nhắn Cát Khánh cái. Dạ nếu nó không có thì nhờ cô Phước Duyên á sư. Sư Khánh có, sư đang, Khánh đang nhập sư. À, bây giờ mình đọc bài tập cái đi ha. Lát anh Cát Khánh vô thì mình bắt đầu sửa. Rồi bây giờ 5 câu bài tập số 14. Câu 1. Duttiyang Raja Kumaro Vicharitung Pasanamha Nikamitwa Apathikang Mahalakang Pasi. Câu 2. Raja Kumaro Upathakang Puchitwa Mahalakang Apathito Ti Ajanitwa Vadichana Vimanang Sakatang Pajahiti. Câu 3. Lohita Nicha Popacha Khelacha Apathikanang Kayangehi Akhisotakhana Mukhadihi Kalanti. Câu 4. Apathikang Dukhang Nipachitwa Paridevitwa Athihi Raja Rujaya Ichati Marugome Hototi. Câu 5. Karuna Jitang Apathikang Oluketoa Sapasatta Sukhita Hontoti Raja Kumara Sahadeyasmin Opachi. Rồi bây giờ mời lớp giơ tay lên đọc lại phần bài tập này đi. Rồi chúng sau đó chúng ta sẽ sửa bài tập. Rồi xin mời lớp. Cái này hôm trước làm đọc rồi, bữa nay đọc ôn lại thôi. Nếu mà chưa có anh Khắc Khánh lên mời cô Phước Duyên mời cho lớp đọc bài tập đi. Đúng rồi sư. À, mà anh Khắc Khánh mời cho lớp đọc bài tập này phần này em xin đấy đi. Dạ. Dạ, xin mời cô Diệu Bảo đọc phần bài tập. Dạ, con xin đọc câu thứ nhất. Rutiyang Raja Kumaro Vicharitung Pasadamha Nikhamitwa Apathitang Mahalakang Pasi. Câu số 2. Raja Kumaro Upathakang Vuchitwa Mahalako Apathitoti Achanitwa Wadi Chana Vimanang Sakatang Bajehiti. Câu số 3. Lohitani Cha Bupacha Kaleja Khelacha Apathikanang Kaya Kayang Gehi Akhisotaga Namukha Dihi Ngalanti. Câu số 4. Apathiko Dukhang Nipacha Nipachitwa Paridevitwa Athihi Rucchaya Ichati Marogo Mehotuti Karuna Chittang Apathikang Oloketwa Sapasatta Sukhita Hontuti Raja Kumarasa Hadayasmin Upachi. Con xin hết ạ. Dạ, xin mời Phật tử Trần Văn Điền ạ. Dạ, thưa sư, con xin đàng hoàng. Câu 1. Duttiyang Raja Kumaro Vicharitung Badan Basadamha Vikhamitwa Abathitang Mahalakang Patsi. Dạ,
Câu 2, Raja Kumaro Ubatthakan Puchitoa Mahalako Abathito Ti Ajanitoa Wadi Channa Vimanang Sakatang Pachihiti. Và câu 3, Lohitani Cha Kupa Cha Khela Cha Abathikanang Kayangihi Akhisota Khanamu Khadihi Galanti. Và câu 4, Abathiko Dukhang Dibachitoa Paridevitoa Athihi Athihi Rujaya Ichati Marugumehotuti. Và câu 5, Karuna Chittang Abathikang Oloketoa Sabba Satta Sukhita Hontuti Raja Kumarasa Hadayatmi Upachi. Và câu 6 nha. Dạ, xin mời Phật tử Kim Cúc ạ. Thưa sư, xin đọc ạ. Câu thứ nhất, Đức Tỳ Giang Raja Kumaro Vicharitung Basadamha Nikhamitoa Abathitang Mahalakang Basi. Câu thứ hai, Raja Kumaro Ubathakang Bukchitoa Mahalako Athathito Ti Ajanitoa Vadi Channa Vimanang Sakatang Pachehiti. Câu số 3, Lohitani Cha Bupa Cha Khela Cha Abathikanang Kayangehi Akhi Sotaga Sotaga Namukha Dihi Galanti. Câu số 4, Abathiko Dukhang Nibachitoa Baride Vitoa Athihi Trusa Trusa Ya Ichati Marugo Me Hotu Ti. Câu số 5, Karuna Chittang Abathikang Oloketoa Sabbasatta Sukhita Hontu Ti Raja Kumarasa Hadayasmin Upachi. Thưa sư, xin hát ạ. Dạ, xin mời Phật tử Hảo Nguyễn. Dạ, bà sư xin đọc ạ. Đức Tỳ Giang Raja Kumaro Vicharitung Pasat Tamha Nikhamitoa Abathitang Ma Mahalakang Pasi. Câu số 2, Raja Kumaro Upathakang Uchitoa Mahalako Abathito Ti Ajanitoa Wadi Channa Vimanang Sakatang Pachehiti. Câu số 3, Lohitani Cha Bupa Cha Khela Cha Abathikanang Kayangyehi Akhisota Gana Mukha Dihi Galanti. Câu số 4, Abathiko Bukhang Nipachitoa Paridevitoa Athihi Rujaya Ichati Marogome Hotuti. Câu số 5, Karuna Chittang Abadikang Oloketoa Sabbasatta Sukhita Hontuti Raja Kumarasa Hadayasmin Upachi. Dạ con xin hết ạ. Dạ xin mời Phật tử Lâm Thị Nương ạ. Dạ Phật sư, con xin đọc câu thứ nhất, Đức Tỳ Giang Raja Kumaro Vicharitum Basadamha Basadamha Nikha Mitoa Apaditang Mahalakang Basi. Câu số 2, Raja Kumaro Upathakang Uchitoa Mahalako Abathitoti Acha Mitoa Wadi Channa Visanang Sakatang Pajehiti. Câu số 3,
Lohitani cha Bubba cha Kela cha Abhatikanang Kayang Gehi Akisutta Gana Gana Mukha Mukha Dihi Galanti. Câu số 4. Abhatiko Dukhang Nipachitoa Paridevitoa Atthihi Rajaya Ichati Marogomi Hoti Hotuti. Câu số 5. Karuna Chitang Abhatikang Oloketoa Sabbasatta Sukita Hontuti Rajakumarasa Hale Yasmin Upachi. Dạ bà sư con xin hết ạ. Dạ xin mời Phật tử An Trần ạ. Dạ thưa sư con xin đọc Yutiyan Rajakumaro Vicharitun Pasadamha Nikkhapito Abhatitang Mahalakang Pasi. Câu số 2. Rajakumaro Upathakang Puchito Mahalako Abhatitoti Achanito Vadi Chana Vimanang Sakatang Pachehiti. Câu số 3. Lohitani cha Phubba cha Kela cha Abhatikanang Kayangehi Akhiso Thaga Namukadihi Galanti. Câu số 4. Abhatiko Dukhang Nipachito Paridevito Atthihi Rujaya Ichati Magoro Me Hotuti. Câu số 5. Karuna Chitong Abhatikang Oloketo Sapasata Supito Hontuti Raja Kumarasa Hada Yasmin Upachi. Dạ thưa sư con xin hết. Dạ, xin mời Phật thử Tham Mi Cá Liễu. Dạ thưa sư con xin đọc ạ. Câu thứ nhất Tu Đi Dâm Dạ Cha Kumarado Vi Cha Dít Tùm Bà Sa Đàn Hà Nít Ca Mít Tòa A Ba Thi Tăng Ma Hàn La Căng Ba Sĩ. Câu số 2. Đà Cha Cú Ba Rô U Ba Tha Căng Búc Chi Tòa Ma Hàn La Cô A Ba Thi Tô Vị A Cha Ni Tòa Hòa Đi Chẳng Lạ Vị Ma Lăng Sắc Ca Tăng Ba Chê Hì Tị. Câu số 3. Lô Hít Tà Lị Chá Búc Phà Búc Ba Chá Kế Lạ Chá A Ba Thít Ca Lăng Ca Răng Gê Hị A Khi Sô Ta Gà Lạ Mụ Khà Đi Hị Gà Lan Tị. Câu số 4. Abhatiko Dukhang Nipachitoa Bajide Bitoa Atthihi Suchara Ichati Marogome Hotuti. Câu số 5. Kazula Chitang Abhatikang Oloketoa Sabbasatta Sukhita Hontuti.
Già cha cú mà rát xa hạ đã rát mình úp ba chị. Dạ con xin hết ạ. Dạ xin mời Phật tử Lan Lê ạ. Dạ thưa sư, con xin đọc câu số 1. Đức Thế Dân Rajakumaro Vicharitum Pasadamha Nikamito Abaditang Mahalakang Pasi. Câu số 2. Rajakumaro Upatakang Puchito Mahalako Abadito Ti Ajanito Vadi Chana Vimanang Sakatang Pachehiti. Câu số 3. Lohitani Cha Pupaja Kelacha Apadikanang Kayang Yehi Akisota Ganamu Kadihi Galanti. Câu số 4. Apadiko Dukang Nipachito Paridevito Atiti Atihi Rujaya Ichati Marogome Hotuti. Câu số 5. Karuna Chittang Apadikang Oloketo Sapasata Sukita Hotuti. Raja Kumarasa Hadayasmin Upachi. Dạ thưa sư, con xin hết. Dạ xin mời Phật tử Quyên Lê ạ. Dạ thưa sư, con xin đọc ạ. Tutiyang Raja Kumaro Vicharitum Pasadamha Nikhamitwa Abaditam Abaditam Mahalakang Pasi. Hai là gia chá Kumaro Upathakang Puchitwa Mahalako Apadito Ti Achanitwa Vadi Channa Channa Vimanang Sakatang Sakatang Pachethiti. Câu số 3. Lohit ta lo hi ta ni cha pu pa cha khe la cha a pa di ca năng ca ya ghe hi a khi so ta ga na mu ca di hi ga lan tí ga lan tí. Câu số 4. A ba di cô đúc khăn ni pa chít toa Pari Devitva Vitva Atihi Yuchaya Ichati Magoro Marogome Hotuti. Câu số 5. Karuna Chittang. Dạ có Phật tử nào muốn đọc nữa không ạ? Abadikang Olokit Toa Sapapasta Sukhita Hontu Tí Ra Chá Cú Ma Ra Sa Ra Sa Ha Ra Gia Minh Ha Ra Ra Minh Upa Chí. Dạ thưa sư con hết. Yeah, sorry chị. Dạ thưa sư, không còn Phật tử nào đang giơ tay nữa sư. Dạ thưa sư, mấy Phật tử đã đọc xong rồi sư.
Hết hả anh Khanh? Hết hả? Đọc xong rồi phải không? Dạ, dạ đọc xong rồi sư. Dạ, sửa bài tập đi. Dạ, dạ sư có thể tắt đi con share cái màn hình dạ. Câu số 1 Nityan Rajakumaro Vicharitung Vasadamha Nikhamipa Patikang Mahalakang Pasti. Lần thứ 2 sau khi rời khỏi văn cung để đi dạo, Thái tử đã nhìn thấy người già bị bệnh. Người bệnh lần thứ 2 sau khi là đây dịch lần thứ 2 trước hả? À, lần thứ 2 sau khi rời khỏi hoàng cung để đi dạo, thái tử thấy người già bị bệnh. Ô sai ba câu giống giống nhau vậy. Dạ, lại lúc thì chắc mấy Phật tử dịch trùng ý nhau á sư. Lên câu đầu được rồi. Câu đó dịch lần thứ 2 của Tây Giang. Dạ. Rồi à, sau khi rời khỏi thì Nikhamitoa, rời khỏi cái gì đó, rời khỏi hoàng cung thì hoàng cung ở cách thứ 5, rồi để đi dạo, Vicharitung là mục đích của hành động là Vicharitung. Ừ. Rồi thấy người già bị bệnh là đã thấy luôn không? Đã thấy người già bị bệnh. Thì pháp vi tăng là tính từ bị bệnh bổ nghĩa cho người nhà. Nó chỉ tâm là từ nguyên mẫu không sư? Bị biến cách. Bị biến cách thôi sư. Để chỉ mục đích thôi sư. Ừ. Thay vì mình sử dụng danh từ cách thứ tư thì mình sử dụng bị. Vậy tức là nếu mình không dùng Vacharitum ở đây với chữ mục đích là đi dạo thì mình sẽ dùng chữ cái gì chứ? Tìm một danh từ nào đó dịch là đi dạo, sử dụng ở cách thứ tư. Từ là dán bộ cách. Câu 2 đi. Câu 2 có ai dịch chưa? Dạ, có hai Phật tử dịch rồi chứ. Phật tử sau khi hỏi người hầu rằng người già thì có bệnh, sau khi biết đã bảo này chân nó hãy xe về bệnh. Thái tử sau khi hỏi người hầu, sau khi hỏi người hầu rằng người già thì có bệnh, con bôi chữ ngài nói dưới cùng. Sau khi hỏi người hầu, thái tử biết rõ đây là người già bị bệnh. Ngài nói chân nắng.
sau khi hỏi người hầu, thái tử biết rõ đây là người già bị bệnh. Ngài nói chanh lá đánh xe trở về bằng cung. Dạ con thấy cái câu này, nếu mà thái tử đem xuống khỏi dịch chữ ngài, sư thấy từ thái tử đem xuống ngay chỗ chữ ngài thay thế được, nó mở. Nếu mà dịch theo ngài thì nhắn thêm. Câu này cái gì đâu, sau khi hỏi người hầu, hay tại sau khi hỏi người hầu, sau khi hỏi người hầu và biết rằng sau khi hỏi người hầu họ biết rằng đây là người già bị bệnh, thái tử đã nói rằng, thái tử đã nói chanh lá này, chanh lá hãy đứng xem về bằng cung. Anh lấy sự chỉnh chỉnh cột cuối nè, thì cái này anh, sau khi hỏi người hầu họ biết rằng đây là người già bị bệnh, thái tử đã nói này chanh lá, này hãy đến xem về vòng cung. Mấy câu trên thì nó còn hơi lủng củng một tí, lấy theo câu dưới. Sai thì nó không sai, nhưng mà nó cái văn nó không suôn sẻ. Nếu mình có quát các căn cuối chiếc qua là sau khi hỏi người hầu, rồi dịch luôn ma lắc căn apa thi cô cuối chiếc qua và biết rõ người già bị bệnh, rồi mình mới dịch chủ tử, thầy tử đã nói, thầy tử đã nói này chanh lá hãy đến xe vì bằng cung. Dịch gì cho nó rõ. Dạ sư hỏi chữ tí là ở đây là ý nhấn mạnh là dịch ra chữ này hả sư? Sao chữ ba chê tí hả sư? Ba chê tí. Ba chê tí là hãy mà lên cắt. Dạ. Còn chữ tí ở đây mình dịch làm sao sư? Chữ tí ở đây là tự nói. Dấu mặt kép. Dạ. Giống như một cái từ nói đi thôi hả sư? Để nói rằng ít chứ mà nói rằng trích dẫn. Dạ. Ủa thưa sư, vậy quý tha năng là cách mấy hả sư? Tại cách hai. Là đây là trực bộ cách là anh đã hãy đánh xe về. Yeah. Okay. Nó chỉ có cách hai thôi chứ nó có cách mấy. Dạ. Yeah. Tại mình thấy dịch về hoàng cung là dịch vẫn xài cách hai ha. Cách tăng là về hả sư? Về là nó có tự động từ, động từ qua chi phí. À, đánh xe về. Dạ. Các cái tăng này xe ngựa hả sư? À đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, sao cái tăng là xe ngựa hả Trinh? Ủa vì cái
Sư Ca Tăng này là cũng chia cách thứ hai hay là đang là dụng cụ cách rồi sư? Cái Sư Ca Tăng này cũng là cách thứ hai luôn hả sư? Hay là đang là dụng cụ cách sư? Thứ hai. Cách thứ hai. Cô ba chỉ có một câu dịch của cô Hảo. Máu mủ nước bọt chảy ra từ các chi phần của cơ thể người bệnh như mắt, tai, mũi, lưỡi, miệng, vân vân. Máu mủ nước bọt chảy ra từ các chi phần của cơ thể phần của cơ thể người bệnh như mắt, tai, mũi, lưỡi, mắt, mũi, vân vân. Sư, cái chỗ mà như mắt, tai, mũi, miệng á sư, là qua mắt, tai, mũi, miệng có được không ạ? Chỉ như thành chỉ qua. Không, cái đó người ta đang kể. Đang kể mà. Dạ. Các chi phần của cơ thể người bệnh như mắt, tai, mũi, miệng, vân vân. Máu mủ nước bọt chảy ra từ các chi phần của cơ thể người bệnh như mắt, tai, mũi, miệng, vân vân. Rồi có nói dịch gì được rồi. Đó là chủ từ là chắc. Chủ từ là nguyên cụm này không sư? Ba chữ. Động từ. Bệnh vừa nằm vừa rên rỉ một cách đau khổ vì đang nhức từ xương cốt. Người bệnh vừa nằm vừa rên rỉ một cách đau khổ vì đang nhức từ xương cốt. Mà rô vô mê hô tú. Giờ đi chưa hết. Người bệnh vừa nằm vừa rên rỉ một cách đau khổ vì đang nhức từ xương cổ và mong muốn rằng xin cho tôi đừng có bệnh hoạn.
người bệnh sau khi nằm một cách khó khăn, rên rỉ, bị xương cố, đau đớn, mong rằng xin cho tôi đừng bệnh tật. Lấy câu 2, câu giữa được. Một là dịch thông thường. Người bệnh vừa nằm vừa rên rỉ một cách đau khổ vì đau nhức từ xương cố, và mong rằng, ý trực tiếng là mong rằng, xin cho tôi đừng có bệnh hoạn, hoặc là dịch cho xin cho bệnh hoạn đừng có đến tôi cũng được. Cái câu đó dịch sát nghĩa là xin cho bệnh hoạn đừng có đến tôi. Cái chữ logo đó là chủ tự. Tổng dịch là xin cho tôi đừng có bệnh hoạn, nhưng dịch giống chữ tôi là chủ tự. Vậy có ma này là phủ định không sư? Không đừng đến ô tú không? Một số con thấy dùng chữ na là để ý phủ định, sao chỗ này mình dùng chữ ma sư? Ma nó dùng cho mình là được cắt. Ma đi với mình là Ủa thưa sư, từ ma với từ ná đều là không hết, vậy sử dụng giống nhau hả sư? Ma dùng cái mệnh lệnh các cái dùng phổ thông, ná thì nó dùng phổ thông, còn ma nó dùng hiệu chế với một số cách. Sao con nghe không rõ thưa sư? Ma nó chỉ sử dụng với một số cách thôi, còn ná nó sử dụng phổ thông. Dạ. Vì một số cách nam thì một số cách là cách nào sư? Giống như mệnh lệnh cách, cái nó không có xài phổ thông. Dạ. Câu thứ 5, sau khi quan sát người bệnh, tâm bi sinh lên trong tim của thái tử, mong cho tất cả chúng sanh được an vui. Sau khi nhìn thấy người bệnh, quan sát, sau khi nhìn thấy người bệnh, sau khi nhìn thấy người bệnh, tâm bi mẫn sanh lên,
Tâm đi mạnh sanh lên. Tâm đi mạnh sanh lên. Trong tim của Thái tử hả? Sau khi nhìn thấy người bệnh, tâm bi mẫn sanh lên trong tim của Thái tử. Lại cái từ Harasmi. Hay là dịch tâm bi đã phát sanh, tâm bi đã phát sanh lên tâm của Thái tử. Tâm bi mẫn đã sanh lên trong tim của Thái tử. Không dùng tên mà dùng chữ tâm. Harasmin. Tâm bi mẫn sanh lên nơi tâm của Thái tử thì gì cũng được rồi. Thái tử. Nơi tâm của Thái tử rằng. Sư ơi, nhưng mà dùng chữ tâm này có lộn với nhầm chữ chí tá không sư? Cũng là tâm đó sư. Thì dịch thoáng tí. Này dịch thoáng tí. Chứ dịch tim nghe nó kỳ. Dạ. Giữ lấy câu đầu đó sư. Sau khi nhìn thấy người bệnh, tâm bi mẫn sanh lên nơi tâm của Thái tử. Tâm bi mẫn sanh lên nơi tâm mà. Thì cũng khó nghe quá hả? Tâm bi đã phát sanh. Tại vì nếu mà cái câu 2 á, cái câu 2 bỏ chữ trong tâm, sanh lên tâm của Thái tử, đã phát sanh lên. Cái câu 2 bỏ chữ trong thì nó cũng dễ nghe hơn. Sau khi nhìn thấy người bệnh, tâm bi mẫn phát sanh lên tâm của Thái tử. Em thấy cách tẩy thấy có chữ chồng mới đúng hơn chứ chị. Lên đó, sanh lên đó. Sau khi nhìn thấy người bệnh, tâm bi mẫn sanh lên trong tâm của Thái tử. Hoàng cô Hoa dùng nơi tâm của Thái tử được không? Nơi tâm, dịch là nơi tâm của Thái tử rằng. Dịch nơi nơi tâm của Thái tử rằng mong mong cho tất cả chúng sanh được an vui, tất cả chúng sanh được an vui. Rồi được rồi. Câu này nó hơi khó nghe tí, phải có chịu khó. Tại vì nếu mà dùng dịch tim thì giống như mình nói theo thông thường thì dùng chữ tim thì được, nhưng mà tim không nói là được gì, phải dùng chữ tâm. Sau khi nhìn thấy người bệnh, tâm của Thái tử phát sinh lên nơi tâm. Tâm bi đã phát sinh lên nơi tâm. Này cũng khó nghe mà.
tâm bi nó phát sinh lên nơi tâm. Có thể mình nói là trong tâm của Thái tử phát sinh lên là tâm bi được không thưa? Từ mà tâm bi nó chữ từ. Trong tâm của Thái tử đã phát sinh lên tâm bi. Nếu mà nói vậy là ngược lại. Là tâm bi là chữ từ. Mong cho tất cả chúng ta sanh được. Rồi tạm gì đi. Rồi bây giờ 5 câu tiếng Việt đi. Trời mới sửa 5 câu mình hát gì vậy? Rồi mấy câu này dài dài dữ vậy. Rồi các anh sửa câu 1 chưa? Là một gì ạ? Sửa đi, sửa con nào, sửa con đó đi. Sửa được con nào. Có màu có không Khánh? Dạ có, để em bóc lên chị. Dạ yeah. Khi nhìn thấy người bệnh, Thái tử bảo Sa Mạc Lan Chanh Mã hãy đến xem người bệnh cung. Cô đó mình tìm chủ từ của nó. Chủ từ của nó là gì? Là Thái tử mà. Thái tử. Sau khi nhìn thấy người bệnh là bất biến bất cứ phân tử. Người bệnh là túc tử của bất biến bất cứ phân tử. Đã bảo chân nói rằng đã bảo là động từ chính ở trong câu. Ở đây còn phải ta làm sao? Thái tử ra chắc Maro là chủ từ. Bộ biên quan cứ phân từ là Pasitua. Pantikan là túc từ của Pasitua. Đã bảo người đánh xe chân năng quá đi. Đúng rồi. Hôm nay chanh ná hãy đến xe về bằng cung. Này chanh ná hãy đến xe về bằng cung. Câu này gần giống câu hồi nãy. Gần giống câu ở trong phần Bali hồi nãy câu này. Được rồi đó, câu này được rồi. Giờ coi câu 2 coi. Những người bệnh dù già hoặc trẻ uống nước và uống sữa cũng gặp phải không ít sự khó khăn. Câu nào quá muốn câu đó trước cũng được. Những người bệnh dù già hoặc trẻ, những người bệnh chủ tử Pinjapi dù già hoặc trẻ, Mahalakangwan, Daharangwan dù già hoặc trẻ, uống nước hoặc uống sữa,
Pimanti Utakan Utakani wa Kirani Kirani hay là Kirani nhưng mà chữ đó là Kirani khi trường âm Kirani đâu phải không ít Samuk hành gì quá đi quan tí đâu phải không ít khó khăn Samuk hành gì quá yêu quá rồi được rồi câu đó được Palaka wa Tarawa Patika Dukhan ai viết lại hả Palaka wa Tarawa Patika Dukhan Samukhaye wa Udakan khi rằng hòa phi bằng tí khi rằng không biết ra không biết dặn số ít à rất căng hòa khi rằng hòa câu dưới này cũng được nè câu dưới biết dặn số ít câu trên biết dặn số nhiều ở câu dưới này thiếu cái chữ kinh ra biết dù này vẫn dù già hoặc trẻ kinh gia bí tình gia bí vô vị trí này đúng không sư? Tìm đâu đây đi. Dạ, sao chữ Maha La Ca được? Không, ở đâu đây? Thì ở Pa Thi Ca này. Con nói con hai đâu được. Nhưng mà thêm thế nó nằm phía sau này nè chắc nằm phía trước cái chữ Apatika nhưng là tại nó biết cái đuôi nó một lọt nó nằm lên đây tức là phía trước chữ này anh biết có dạng câu đó không? Chị ở dưới đây chia là bí ba tí không sư? Bí ba tí không, vẫn bí ba tí à vẫn bí ba tí lại vẫn suy nhiều yeah. Rồi cái đó để gì đi ở đó lấy hai câu gì dạ sư cho con hỏi ví dụ cái câu trên nó nên cần dùng chữ T không sư hay là bỏ chữ T sư câu 1 á câu trên á chữ T bị dư đúng mà bỏ chữ T câu 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 dưới nãy thiếu chữ không ít nè chỉ gặp khó khăn thôi hôm nay hay có khi chữ không ít này xuống nữa anh đi căng này xuống nữa mới được có khi chữ đó xuống nữa mới được cần chưa hả ăn sớm đi ăn trễ nó hư rồi ăn ăn cái xèo đang đi nha tiền mà tắt mì đi
Chuyện là tắt mi hay nói chuyện quên tắt mi. Cái tròn canh rau nữa nha. Chén cơm mà để trong nồi cơm nó ăn luôn nha con. Ăn lạnh nóng rồi đó. Số 3 hả? Tới câu số 3 hả? Dạ. Sau khi thấy người bệnh rên rỉ vì sự đau nhức, sư cố khe tử không còn vui thích thọ hưởng dục lạc. Sau khi thấy người bệnh rên rỉ vì sự đau nhức xương cốt, thái tử không còn vui thích thọ hưởng dục lạc. Rồi thì lâu nữa có cần của ai đang câu số 5. Dạ, cái câu mà Parine Wattang là cái câu như hơi như sai á. Cái này á chị Hoa. Wattang á. Cái này là Parine hả? Parine Wattang này ai cô nào biết chữ này nè. Parine Wattang. Để bán này hả? Ta thấy người bệnh rên rỉ. Đi quan năng. Ta khi thấy người bệnh rên rỉ. Này hết chưa hả? Dạ. Ủa sao cái đó biết gì vậy? Đang ra chữ. Ủa sao lại coi lại. Âm ý hiện tại phân từ đúng vậy chứ? Hiện tại phân từ là văn tăng đúng không sư? Nhưng mà viết nó là giờ vị trí nó lại trước cái chữ apatikang, viết nó trước thấy người bệnh rên rỉ. Ready văn tăng. Ready không biết cái chữ đó phải coi từ vựng coi nó phải hiện tại phân từ không ta? Nếu mà đứng trước tôi đứng trước là một cái phân từ mà sư. Hử? Nếu như bác sĩ toa mà dùng hiện tại phân từ hả sư? Cái gì? Ý còn nói con sai con nghĩ thì con dùng ready văn tăng. Văn tăng dùng. Đâu có, nó dùng như là tính từ bổ nghĩa cho ba thí căn. Bác sĩ tòa nhìn thấy người bệnh rên rỉ, coi nó phải hiện tại phân tử hay không. Có đi đi văn tăng coi phải hiện tại phân tử hay không. Có sách coi mình sư coi phải hiện tại phân tử hay không. Con thấy để tính từ hả sư? Tính từ hả? Dạ. Ready văn tăng mà tính từ gì? Ready. Dạ. Ready văn tá đó là tính từ hả sư? Chứ không phải là hiện tại phân từ đâu. Nếu mà dùng là làm. Để cái câu đó nếu mà viết đúng, viết là đúng, nhưng mà cái này là tính từ. Ừ, cũng được. Dạ, tính từ thì được, tại vì nãy xin nói con thấy ổ sâu mà. Cái điều văn tăng, tính từ cũng được. Dạ. Người bệnh rên rỉ.
bổ nghĩa cho người bệnh. Dạ đúng rồi, dạ con thấy người bệnh vì tâm nhất sinh cố. Rồi gì nữa, thái tử không còn vui thức Narami trong việc thọ hưởng dục là Kamakunan. Narami Anupavane Kamakunan. Rồi được cái đấy. Thiền sư thứ hai là người bệnh, người già bị bệnh, máu mủ nước bọt chảy ra từ mắt tai mũi miệng, đúng tí nhân đều có đúng tổ áp bà thì còn hai là cổ hủy tí. Cái này phải đúng tí vô mới được, đúng tí vô đều có đúng tổ mới đúng. Thiền sư thứ hai là người bệnh, là người già bị bệnh, quan thì con hay là cô phụ tiếp. Người già bị bệnh, biết người già trước, người già bị bệnh. Rồi, cái máu là viết theo thứ tự thôi. Máu, lưỡi tắt, mũ, bóp qua, nước bọt, khi la, chắc, chảy ra từ mắt, tai, mũi, hai miệng. Chữ búp ba là chữ bờ chứ đâu phải chữ bờ. Búp ba chá, kê lá chá. Chữ búp ba, chữ bờ. Đê phở hả? Đê phở. Đê phở hả? Chữ kiểu cuốn ngoài bìa nè, chữ ngoài bìa nè. Đê ngoài bìa đó. Búp ba. Đây có. Ờ. Sư không nhớ thì cũng không nhớ chữ đó. Sư cái từ hai mũi miệng, chữ hay này phải chia từ này ra phải không sư? Không khỏi, người ta ghép gì rồi. Sư sư cho con hỏi nhá, cái chỗ mà mình đổi lại là Apatito Mahalako thì được không sư? Cái vị trí nó đổi gì thì được không? Sao rồi, nó người già bị bệnh, người già là chính. Tại dùng hô tí nên nó phải dùng các ngược lại vậy nè, chăng? Tại con thấy được trước là ghi vậy á. Ghi vậy á, nhưng khi cái tưởng là cái từ đó tính từ á, nhưng mà bây giờ đứng trước hô tí nè, bắt buộc phải làm nó làm sao, chữ Mahalako. Vậy là chỉ có cách này thôi á, không sao? Nếu mà dùng ở câu thứ hai á, thì nếu mà Mahalako mà Apatiko giống như nó dạng nên tính từ của cái từ Mahalako. Ở đây lấy một câu được rồi, bỏ một câu, câu dưới bỏ. Dạ. Ủa chị, chú Hoa vậy ta là chữ búp ba, đúng là chữ bê phở không chị Hoa? Đúng rồi, trên câu trên đúng rồi đó. Dạ. Nhưng mà sư xíu cho câu hỏi sư, cái chữ lỗi ta là danh từ trung tính mà số nhiều, nó đâu phải là không phải là Lohita, xin nó là phải Lohita ní nhé. Lohita, Lohita là trung tính hay nam tính?
Dạ, trung tính. Tính à. Trung tính thì là lôi hiếp. Tan xài số ít khi xài số nhiều là bị lôi tan được rồi. Vậy tất cả này số ít hết hả sư? Máu, mũ, nước bọt. Tại số ít là được rồi. Lối tăng. Tăng. Thấy trên sử dụng câu đó. Hả? Vậy tại câu trên sẽ viết ra dùng số nhiều á. Vậy ở dưới đây hơi chưa là lối tăng, bút băng, khê lăng hả sư? Đổi hết. Nhưng mấy cái này à, tính gì? Phải hơi tính nó thế nào? Âm tính hết rồi. Bút băng, khê lăng, âm tính hết. Nam tính. Nam tính hết hả? Dạ, dạ. Tính. Đó là trung tính thôi. Vậy cái này nó xài số nhiều hết, vậy xài số nhiều hết như vậy. Lối tan ý. Vậy lúc ban này số nhiều cái mình phải nhớ tính nó, bởi không nhớ tính xài sai hết. Mấy cái này mình thì mình phải nói, không nói thì đi sư đâu nhớ hết. Số nhiều, khê la số nhiều. Này là số nhiều hết mà. Dạ, số nhiều anh đúng rồi, tại mình phát hiện phải nói những cái sự đó nhớ hết được, mấy này ai nhớ hết nổi thì mình phát hiện chỗ nào đó mình phải nói để mình sửa. Rồi xúc khăn khám không phải là xúc khăn. Xúc khăn hình như là M chấm không chị? Dạ đúng rồi, M chấm. Người bệnh luôn luôn mong muốn rằng mong cho ta được an vui và khỏe mạnh. Apatiko nichika lang ichati sukhang. Cái đồ răng đó kìa. Cái này là... ăn chấm dưới được không em hả? Nó rồ găng phải không chị? Vậy chứ này còn chữ gì nữa không ta? Rõ rồi. Aru giá. Đâu cái chữ này nó trước chữ chữ giá. Aru giá hả sư? Aru giá. Chữ G đúng không? Chữ G trước chữ giá. Chữ G trước chữ giá. Chữ G trước chữ giá. Có mấy chữ G vậy chứ đâu? Đánh chữ G vô luôn, đánh chữ G vô luôn rồi. Aru giá, găng ông sư hay là bỏ chữ găng sao tôi? Bỏ chữ G rồi sao? Bỏ chữ G đó đó. Chứ hồi nãy đi thêm bỏ chữ đó đó. Không á, rô cái văn. Bỏ chữ G. Rô gá như văn này không sao? Ừ, á rô cái văn. Ờ, bỏ chữ đó. Không biết anh, bỏ chữ chán. Ồ, sao có hai ba chữ chát làm chi ở đây, biết hai ba chữ chát làm gì ta? Vừa khỏe mạnh đó sư. Ăn vui là khỏe mạnh hả? Dạ. Số khăn chát, aro gian chát, sô tổ tí. Mong cho ta được ăn vui và khỏe mạnh. Vậy có chữ mê gì trong đây không sư? Hay là chữ gì đây? Cái chữ ta à. Mong cho sự ăn vui và khỏe mạnh. Có nên ta đã biết vậy đúng không? Thật chữ mê vậy. Biết chữ mê gì mà. Mong cho ta được ăn vui và khỏe mạnh.
của thiếu chữ ta trong câu dịch. Nhưng mà vậy là xét động từ thôi sư, đi thêm chữ mời sư dạ. Vì động từ nó phải dạ đó rồi. Hôn tu tí cái này chế là sư ơi, ở tử Trầm Ân Điền có đổi chữ số khen bằng số khí ta sư, nó phù hợp không sư? Ủa sư, cho con hỏi sư cái câu mà hôn tu tí này, tại vì cái chữ số khăn nếu mà dùng mà nếu mà xét động từ thì cái từ mà amatico thì nó lấy cho tí hả sư? Cái gì? Nên dùng cái từ mà số khăn chá arugan chá, nếu mà bỏ chữ b, nếu mà như con thấy nếu mà bỏ chữ b thì xét động từ thôi sư. Động từ thứ nhất tức là hô tú thôi hả chị, không cần dùng hôn tú hả? Không dùng mê á, nếu mà không dùng mê được không sư? Cái gì? Tức là ý chị Hoa bỏ chữ này luôn là sư được không sư? Không. Nguyên cái phần đó nó nằm trong mặt mà mong cho ta được ăn vui và khỏe mạnh. Dạ dạ. Tức là mong cho sự ăn vui và khỏe mạnh có đến ta đó. Dạ. Với số khăn với số ký tăng là được dùng thay thế nhau được không sư? Hả? Chữ thay vì dùng chữ số khăn dùng chữ số ký tăng này được không sư? Chữ số ký tăng này không biết có xài được hay không nữa. Giống như bài kinh từ bi á, sư thường nó dùng về số ký ta hôn tú vậy á sư. À, số ký tăng. Nhưng tại xuất khăn ở đây là người ta xài ở dạng danh từ, còn xuất ký tăng này nó có dùng được ở dạng danh từ hay không? Xuất ký tăng giống như là quá khứ phân từ, nó dạng như dạng quá khứ phân từ hơn, quá khứ phân từ tính từ hơn. Còn chữ xuất khăn nó nên người ta dùng ở dạng danh từ. Dạ dạ. Chị... Nên dù xúc khăn đi cho nó chắc. Dạ. Cái nào mình không chắc nó mình đừng dùng. Dùng cho cái nào cho nó chắc mình dùng. Rồi bữa nay học tí sửa có 10 câu bài tập thôi hết giờ. Các Khánh cho con số 3 lại đi các Khánh. Dạ. Nhưng mà sửa kỹ sư. Số 3 Khamma bu năng, Khamma xuất khăm và Khamma xuất năng. Khamma gu năng chị. Gu năng hả? Gu năng. Chưa xong mà lớp nghỉ nha. Rồi với con thoát thôi sao? Chưa Khánh, có ba lại tí. Dạ.
Cam má khán hay cam má đâu khán? Cái bài số 3, ở cơ số 3. Cam má gu năng hả chị? Cam má gu năng. Sư cho con hỏi nếu mà dùng cam má xúc khăn cũng được mà không sư vậy? Đồng nó buồn thủ sát lên chưa? Dạ thưa sư, chị Hoa hỏi là thay vì dùng chữ ca má gu nan có thể dùng chữ ca má xuất khang được không sư? Xong nghỉ đi Khánh, nghỉ cho xin nghỉ. Dạ, xin mời quý vị trang nghiêm thân khẩu ý để chúng ta chuẩn bị cho thời kinh hồi hướng. Dạ, chúng con xin kính tri ân sư đã dành thời gian để giảng dạy ngôn ngữ Bali cho chúng con được hiểu. Và bây giờ xin mời cô tu nữ Diệu Bảo đọc thời kinh hồi hướng trước chư thiên ạ. Xin mời cô tu nữ Diệu Bảo. Dạ. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con xin thay mặt các học viên trong lớp xin đọc kinh hồi hướng đến chư thiên. Akasattha cha pammatha devanaga mahittika bunyang lo anumodanto chirang rakanto lo sasanang. Akasattha cha pammatha devanaga mahittika bunyang lo anumodanto chirang rakanto lo garu. Akasattha cha pammatha devanaga mahittika bôn nhang lô anu mô đan tu chi răng ra khan tu nhà ta vô. A ca sát tha cha phẩm ma tha đê qua na ga ma hít thi ca. Bôn nhang lô anu mô đan tu chi răng ra khan tu nô sa ra. Ê đăng qua ta nhô. Bôn nhang a sa qua kha ya qua hăng hôn tu a na ga tê ca lê. Sa thu sa thu sa thu. Dạ, bài học tới đây là kết thúc ạ. Xin mời lớp nghỉ và hẹn gặp lại quý vị vào buổi kế tiếp ạ. Con kính xin tri ân sư. Ai mời lớp nghỉ ha. Con kính tri ân sư.